Xin hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Sao Việt Toàn Năng. Chương trình do công ty Tinco Media phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút Chủ nhật hàng tuần trên VTV9. Kính thưa quý vị, các thí sinh của chúng ta đã trải qua với nhiều đêm thi, với nhiều dòng nhạc khác nhau. Nếu như ở tuần trước các bạn với chủ đề nhạc phim là một chủ đề mà tất cả các diễn viên của chúng ta đều rất là mong muốn được thể hiện, thì có thể nói chủ đề ngày hôm nay sẽ gây khó khăn cho các thí sinh khi các thí sinh của chúng ta sẽ phải thể hiện các bài hát quốc tế. Nhưng mà có lẽ quý vị khán giả cũng sẽ đồng ý với Mai Thu Huyền rằng với chủ đề nhạc quốc tế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc âm nhạc rất là nhiều màu sắc bởi sự đa dạng trong văn hóa ở một số quốc gia cũng như phần thể hiện độc đáo của các thí sinh. Thưa quý vị, và trước khi bước vào phần thi của tối đêm nay, chúng ta sẽ công bố thí sinh có số bình chọn thấp nhất, và thí sinh này buộc lòng phải rời khỏi cuộc chơi và sẽ trở thành một trong những 4 vị giám khảo cùng với 3 vị giám khảo của chúng tôi. Và bây giờ thì Trung Dũng xin mời chúng ta cùng gặp gỡ 3 vị giám khảo thân mến nhé. Trung Dũng xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Hà Dũng, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, ca sĩ Ngọc Anh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ thì Trung Dũng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 5 thí sinh của Sao Việt Toàn Năng. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ phải tiếp tục công bố thí sinh nào sẽ ngồi vào ghế của ban giám khảo. Có thể nói khi mà đến vòng này rồi, tất cả các nghệ sĩ của chúng ta đều rất là tài năng và đều nhận được những tình cảm yêu mến của quý vị khán giả. Chính vì vậy, tỷ lệ bình chọn của các thí sinh cũng rất là sát nhau. Và ngày hôm nay, người có tỷ lệ bình chọn là 20% sẽ dừng cuộc chơi tại đây và ngồi vào vị trí giám khảo thứ tư. Xin phép được công bố, đó là thí sinh mang số báo danh 02, Trương Quỳnh Anh. Rất là tiếc, hôm nay một cô bé búp bê cực kỳ xinh đẹp. Bây giờ xin mời Trương Quỳnh Anh sẽ ngồi vào vị trí giám khảo thứ tư. Chúng ta sẽ còn gặp lại Trương Quỳnh Anh ở phần sau của chương trình với một tiết mục biểu diễn rất là dễ thương. Và một lần nữa thì chúng tôi xin thay mặt chương trình Sao Việt Toàn Năng xin gửi lời cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của Trương Quỳnh Anh trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Trước khi chúng ta đến với chương trình tối đêm nay thì Trung Dũng xin mời quý vị, chúng ta hãy xem qua cơ cấu giải thưởng của Sao Việt Toàn Năng. Tổng trị giá giải thưởng của chương trình Shopstar Superstar Sao Việt Toàn Năng lên tới gần 1 tỷ đồng. Trong đó, giải thưởng dành cho quán quân của chương trình trị giá hơn 400 triệu đồng, bao gồm 100 triệu tiền mặt, 1 năm chăm sóc sắc đẹp tại Maria Beauty Clinic and Spa trị giá 100 triệu đồng, voucher mua sắm tại trung tâm nội thất số 1 của Mỹ Ashley trị giá 100 triệu đồng, voucher mua sắm tại tiếp thị gia đình Food trị giá 50 triệu đồng, voucher sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Master Beef trị giá 50 triệu đồng, 1 năm sử dụng mỹ phẩm của thương hiệu Tenamit Canada, thẻ hội viên 1 năm tập luyện tại Get Fit Gym and Yoga. Vâng, thưa quý vị vừa đã theo dõi cơ cấu giải thưởng của chương trình Sao Việt Toàn Năng. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là đêm thi cuối cùng mà các khán giả sẽ lựa chọn các ca khúc cho thí sinh biểu diễn trong vòng thi tiếp theo. Vòng thi tiếp theo với chủ đề nhạc hip hop và R&B. Và bắt đầu từ đêm thi tiếp theo thì mỗi thí sinh của chúng ta sẽ hát 2 ca khúc. Một ca khúc do khán giả bình chọn và một ca khúc do ban giám khảo lựa chọn. Thưa quý vị, nếu quý vị và các bạn yêu mến thí sinh và muốn thí sinh ở lại đến cuối của chương trình, là có nghĩa là vòng chung kết của Sao Việt Toàn Năng, thì quý vị và các bạn có thể là soạn tin nhắn với cú pháp là SVTN, mã số thí sinh, khoảng cách A và B và gửi về tổng đài 6589 nhé. Mỗi tin nhắn chỉ 5.000 đồng thôi. Vâng, thưa quý vị, và hàng tuần chúng tôi sẽ lựa chọn ra khán giả may mắn để trao giải một voucher trị giá 5 triệu đồng mua sắm tại tiếp thị gia đình Food, và thông tin sẽ được chúng tôi thường xuyên cập nhật trên fanpage của chương trình, đó là facebook.com/sauviettoannang. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khi nói về âm nhạc thì chúng ta sẽ nghĩ đến một cái nơi, một cái âm thanh, một cái điều mà chúng ta cảm nhận được sự yêu thương, một cái tình yêu bao la, một không gian thật là đẹp, đúng không nào? Âm nhạc có thể là không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo hay là bất cứ không gian và thời gian. Chỉ cần chúng ta nghe một ca khúc nào đó, mặc dù chúng ta không hiểu nhưng chúng ta có thể đoán được ca khúc nó muốn nói lên điều gì. Và tổng lại trong chúng ta là tình yêu, và tình yêu nó giúp con người hàn gắn với nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay, nhạc nước ngoài, thì Trung Dũng và Mai Thu
Quyền xin giới thiệu đến quý vị một cái không gian thật là bao la. Chúng ta sẽ đi du ngoạn rất là nhiều nước, đúng không nào? Và nước đầu tiên mà chúng ta sẽ ghé đó là nước Thụy Điển. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc rất là nổi tiếng, Bình Minh sẽ mang em đi, với phần biểu diễn của thí sinh Minh Luân. Khi mà Minh Luân hỏi ý kiến tôi là có ủng hộ và khuyến khích Minh Luân tham gia cái chương trình Sao Việt Tài Năng hay, Toàn Năng hay không, thì tôi có khuyên Minh Luân là con nên tham gia để mà con có thể gọi là phát huy được những cái sở đoản, cũng như là cho khán giả biết những cái sở đoản của con. Bây giờ sắp đến cái giai đoạn nước rút rồi, thì tôi cũng rất là mong rằng Minh Luân sẽ đạt được cái thành tích, giống như là qua cái chương trình này thì khán giả sẽ biết nhiều đến Minh Luân hơn. Hold me for a while. I know it won't last forever. So hold me for night before a morning. Minh Luân thật là dồi dào cảm xúc. Xin mời em.
Cảm ơn Ninh Luân với một ca khúc mà Mai Thuyền cực kỳ yêu thích, bài Tủ của Huyền. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của khán giả, của giám khảo. Xin mời giám khảo Giáng My. Là mỗi lần khi mà bạn lấy hơi, giống như bạn muốn lấy toàn bộ sinh lực, nhưng mà vì thế thì nó lại thiếu mất cái sự tinh tế một chút. Mỗi lần khi mà mình vào một cái câu nào, mình không cần phải lấy hơi sức như vậy, mình làm cho nó tinh tế hơn thì nó sẽ còn hay hơn nhiều. Và chắc là cái khoảng thời gian của bạn ngắn, cho nên là qua những cái chương trình này, nếu như mình còn hát nhạc ngoại quốc thì cố gắng là nghe thật nhiều các ca sĩ nhạc Tây để cái phần tiếng Anh của mình hay hơn nữa. Tuy nhiên thì tiết mục của bạn lúc nào cũng vậy, rất là chỉn chu, rất tốt. Những cái bài hát thuộc tình ca đó thì tôi nghĩ rằng là tôi chuộng là cái phần khi mà trình diễn đó, thì cái âm lượng nó phải nhẹ nhàng, kể cả những đoạn cao. Điều đó chứng tỏ rằng bạn phải lưu ý về cách tiếp cận phần hồn của bài hát, và một phần nữa cũng không kém phần quan trọng là phải sở hữu được một cái kỹ năng về thanh nhạc. Không phải là chúng ta hát những nốt cao mà chúng ta muốn hát nó đầy nội lực, nhưng mà nó âm lượng nó vừa phải là chuyện dễ đâu. Anh chỉ lưu ý Luân một chút thôi, đó là trong cái ca khúc này thì Luân chưa chủ động về nhịp lắm. Có những lúc anh cảm thấy Luân hơi bị giật mình bởi vì Luân vào nó chưa đặt về nhịp. Tiên em đã từng là thí sinh rồi cho nên em biết ra đầu tiên rất là run. Cho nên là cái phần mà đoạn tiếng Anh với lại là cái lúc mà mình vô nhạc á, cái nhạc nó đang em anh Luân vô được như là rất là hay luôn á. Tại vì là em chưa nghe được nhạc, em chưa có nghe được nhạc nữa là anh Luân đã vô rồi mà vô rất là chính xác. Thì cái đó là một điểm rất là giỏi. Nhưng mà ngay cái chỗ mà đoạn gian tấu á, chắc là do cái cô múa cô đang chuẩn bị ôm anh hay sao cho nên làm anh bị mất tập trung, thì cái chỗ đó anh hơi vô hơi trật nhịp một chút xíu, nhưng mà chỉ một chút xíu nhỏ đó thôi thì nó cũng không là vấn đề gì hết. Và em cảm thấy là cái phần thi đầu tiên này của anh như vậy là cũng khá là thành công rồi, chúc mừng anh. Chúng ta nếu như chúng ta yêu mến chàng trai đẹp trai như thế này thì phải yêu thôi. Vâng, thì chúng ta hãy bình chọn cho Minh Luân với mã số 05, và với tuần sau với chủ đề hip hop R&B thì Minh Luân hát ca khúc nào? Minh Luân sẽ chọn hai ca khúc là Nhạc Phai và Thiên Đường Tìm Đâu. Cả hai ca khúc đều rất là hay. Vậy thì quý vị khán giả muốn nghe ca khúc nào, hãy nhắn tin bình chọn cho Minh Luân theo cú pháp SVTN khoảng cách 05 khoảng cách A hoặc B gửi về 6589. Xin cảm ơn Minh Luân. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Minh Luân rất là nhiều. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ rời khỏi đất nước Thụy Điển, chúng ta sẽ đến một nơi rất là nổi tiếng về món cà ri. Cà ri Ấn Độ, đúng không nào? Nói tới Ấn Độ thì chúng ta gọi nơi đó là đất Phật. Và nơi đó thì nổi tiếng về lễ hội cũng như là hội chợ và những điệu múa rất là sexy, rất là quyển chuyển, đúng không nào? Quyền có ấn tượng về cái đất nước Ấn Độ không? Nói chung là em nghĩ là nếu mà nói đến Ấn Độ là em nghĩ ngay đến những cô gái Ấn Độ với những đường cong bốc lửa và những cái điệu múa rất là đẹp. Và ngày hôm nay trên sân khấu này, trước đến đây chúng ta cũng sẽ nhìn một điệu múa cũng rất là bốc lửa từ một cô dâu. Cô dâu này mới lên xe hoa về nhà chồng, nhưng mà cũng đã với một cái sự kiện rất là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn như vậy, nhưng mà bạn vẫn dành thời gian để có thể tập luyện cho Sao Việt Toàn Năng. Xin mời quý vị cùng đến với ca sĩ Nhật Kim Anh. Kim Tính và Kim Anh thì là hai chị em mà là hai con giáp, cách nhau đúng 12 năm. Và Kim Anh đặc biệt có một cái ưu điểm là rất thương người. Có những lần mà Kim Anh gặp những người ăn mày ăn xin, nghèo khổ thì cứ về khóc và nói với Kim Tính là phải giúp bằng được người đó, còn nếu không là em sẽ không ăn cơm. Và Kim Tính cũng mong quý vị khán giả cũng như fan hâm mộ của Nhật Kim Anh sẽ ủng hộ cho Châu nhỏ của Châu lớn.
anh chi bao u sầu. Yêu say, yêu trong nhung, yêu trong đêm, vòng tay em đêm, yêu quên hết con tim buồn với giấc mơ em đêm ngày tháng. Yêu người, tình yêu nơi ta sẽ muôn đời. Tình yêu như sóng cuốn ta trôi đi phương trời. Chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của giám khảo. Xin mời giám khảo Ngọc Anh. Có thể nói là lần nào Ngọc Anh cũng rất là hài lòng với cái phần diễn của Nhật Kim Anh. Nông đơn thuần là cái việc bạn hát mà trên sân khấu bạn thể hiện rất là toàn năng. Bạn nhảy rất là đẹp, rồi bạn cái phần đầu tư về mặt trang phục, về mặt phụ họa cũng như là âm nhạc của bạn rất là tốt. Có thể nói bạn rất là chuyên nghiệp. Và đối với Ngọc Anh thì có thể nói Ngọc Anh cực kỳ thích những người làm nghề mà chuyên nghiệp. Tức là làm tới thì thôi. Và với cái màn trình diễn ngày hôm nay thì Ngọc Anh không có thể nói gì hơn nữa là một tràng pháo tay, một sự ngưỡng mộ và chúc mừng cho sự thành công của Nhật Kim Anh. Tôi thích tiết mục này là ở chỗ là màu sắc của nó. Trang phục của bạn và các bạn diễn rất đẹp. Nó đã tôn lên cái tiết mục và nó tôn lên cái diễn viên chính trong tiết mục này. Cứ nghĩ rằng là khi mà đám cưới thì người phụ nữ sẽ vất vả, nhưng mà khi mà một cái hạnh phúc viên mãn thì lại làm cho cái sức mạnh bên trong tiềm ẩn, làm cho ngày hôm nay bạn ấy lộng lẫy, bạn ấy kiêu sa, bạn ấy nhảy một cái điệu vũ được đánh giá. Thực ra là cái múa Ấn Độ là một trong múa khó nhất thế giới, phải tập rất là kỹ càng từ cái lắc cổ cho đến những động tác, thì em gần như là đạt đến sự hoàn hảo giữa cách hát và với những cái động tác múa của mình. Đấy là một trong điều mà chị đánh giá rất là cao, bởi vì khi mà đang hát và với kể cả những cái lắc mà khi mà mình muốn hát làm sao cho cái hơi mình đều là rất khó. Nhưng mà ngày hôm nay thì phong độ của em rất là tốt, xin chúc mừng em.
Hồi nãy giờ ba vị giám khảo bên đây thì khen nhiều quá, nhưng mà Quỳnh Anh chỉ tiếc có một điều thôi mà mọi người không ai nhận ra, đó chính là tại sao chị Nhật Kim Anh không có mặc cái phần eo á cho nó thấp xuống chút xíu nữa, giống như mấy bạn vũ đoàn thì nó sẽ quyến rũ hơn rất là nhiều. Chị hơi này mà đang biết gì em à, đôi khi người ta cũng phải có bùa phép chút xíu chứ em. Không, tại vì nếu mà chưa lấy chồng thì chắc là mặc thế. Không phải tại vì Quỳnh Anh biết không chị, từ xưa giờ là chị không có dám mặc hở, tại vì không có tự tin với cái dáng người của mình, vừa lùn vừa mập vừa xấu nữa, cho nên là không có tự tin mặc vậy là đã hở lắm rồi. Nãy giờ cứ phải lấy cái mic cho che lại. Vâng, xin chúc mừng phần biểu diễn của Nhật Kim Anh. Và với đêm nhạc sau, nhạc hip hop và R&B thì Nhật Kim Anh có lựa chọn nào? Vâng, và có hai sự lựa chọn của Nhật Kim Anh, đó là ca khúc đầu tiên là ca khúc Để Em Rời Xa, và ca khúc thứ hai là ca khúc Giọt Nước Mắt Lấp Lánh. Vâng, quý vị khán giả ơi, quý vị khán giả hãy nhắn tin bình chọn cho Nhật Kim Anh theo mã số SVTN khoảng cách 08 khoảng cách A hoặc B và gửi về 6589 nhé. Mỗi tin nhắn có giá 5.000 đồng. Một lần nữa xin cảm ơn Nhật Kim Anh rất là nhiều. Xin cảm ơn em. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ rời xa một đất nước Ấn Độ, một đất nước rất là nóng đúng không ạ? Và chúng ta sẽ mới đến một nơi gọi là băng giá và rất là lạnh lẽo. Và khi nhắc tới nước Nga thì cái cảm xúc của anh vẫn còn nguyên, tại vì biết sao anh mới vừa về thì nơi đó đó thì anh đã chứng kiến là một cái đêm trắng và không có đêm, chỉ là ngày thôi. Và ở Saint Petersburg người ta khi mà nửa đêm 12 giờ người ta mở nứt cái cầu ra để cho tàu thuyền nó sang, rồi khi mà trên đường đi nè, đang trên đường đi tàu điện rồi đó thì tự nhiên mình nghe thoang thoảng một cái bài hát mà sao ủa nghe nó quen quá vậy ta, hình như là ở Việt Nam mình đã nghe rồi, và mình nhớ ra là dịch vào tiếng Việt á là Đôi Bờ. Ca khúc Đôi Bờ cũng là một ca khúc trong một bộ phim của Nga được sản xuất năm 1959, kể về một nhóm Hồng quân đã chiến đấu rất là anh dũng để có thể cung cấp nước ngọt cho thành phố Osada. Chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng mong muốn hòa bình, cũng mong muốn cuộc sống yên ấm, ấm no, hạnh phúc, cũng có số phận riêng của mình, cũng có tình yêu riêng của mình. Nhưng khi đất nước lâm nguy thì chắc chắn những người chiến sĩ dũng cảm sẽ dẹp tình riêng để có thể hy sinh cho công việc chung để bảo vệ Tổ quốc. Và đó chính là một trong những thông điệp mà ca khúc Đôi Bờ ngày hôm nay ca sĩ thí sinh Trọng Nhân của chúng ta sẽ cùng gửi tới quý vị. Trọng Nhân diễn là một người bạn diễn rất có cảm xúc, diễn tốt, rất có cảm xúc. Và ở ngoài đời thì Trọng Nhân cũng rất là một người em cũng rất là nhiệt tình. Chị có theo dõi và biết em đang tham gia chương trình Sao Việt Toàn Năng. Chị cầu mong và chúc cho em sẽ chiếm được giải cao nhất. Nhân dịp năm mới chị chúc cho Nhân luôn vui khỏe và gặp nhiều vai diễn thành công hơn nữa. Днями и трава просе, Поруменья сливая, говорили все, и сама и ерила сису вороки, мы с тобой в оберега у одной реки. Утки си парами, каства бойвана, сии пчата банями, тонкая огна, ждала и вежила сису в реки, мы с тобой в оберега, одной реки. Музыка.
Trên dòng sông dưới cơn mưa, anh mong chờ em tới. Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời. Mình anh riêng thắm thiết yêu em, với tình đôi lứa ta. Một dòng sông sông nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa. Y sama y yerila, si su va breki. Mười starboy và biriga, hu ak noi breki. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe nhận xét của giám khảo. Xin mời chị Giáng My. Trọng Nhân thì có một cái điểm rất là mạnh, đó là em phát âm rất là rõ chữ. Và ngày hôm nay thì bọn chị, thực ra là bọn chị phải học tiếng Nga ở trường, thì ngày hôm nay chị thấy rằng em đã đầu tư với cái phần tiếng Nga của mình khá là tốt, bởi vì em luôn phát âm rất là rõ. Và dù tiếng Anh hay là tiếng Nga thì bao giờ cũng thấy những cái chữ cuối cùng rất là quan trọng. Thì chị thấy rằng em đã rất là đầu tư vào tiết mục của mình. Xin chúc mừng em. Cái bài hát nó thuộc cái thế hệ nó xưa, nó có cái đặc trưng của nó là gì, là nó không quá, nó rất êm đềm nhưng không quá rắc rối về mặt giai điệu, và về tiết tấu nó cũng vậy, nó không gì khó. Vậy cái khó ở đây là ở chỗ là chúng ta biết tiết chế như thế nào, âm lượng là quan trọng nhất, hát thế nào cho nó du dương đúng cái loại nhạc này thật là khó. Bạn đã làm được điều đấy. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng đó, một người bạn có học tiếng Nga không? Em không biết. Mới học để hát bài này đây. Nếu một người không biết tiếng Nga mà hát được như vậy thì đúng là một thành tích, vì tiếng Nga rất là khó học. Em là diễn viên nhưng mà chị rất là thích cái giọng hát của em. Chị góp ý một chút là em lưu ý cái phần mở âm ở bên trong, thì em nhấc cái âm thanh lên trên cao, thì tất cả những nốt đấy nó sẽ tròn chữ hơn. Và đây là chị yêu cầu một cách gọi là đối với em ấy, để perfect so với em. Thế còn có một điều nữa là em lưu ý những cả tất cả những nốt cao, mình lắng nghe một chút, không nó sẽ hơi phô. Tuy nhiên phải nói thực lòng với em, hôm nay phần trình diễn của em đã cho chị một cái sự cảm nhận chị rất là thích, và chị bị rởn ra gà. Mặc dù chị mặc áo tay dài này thì em không nhìn thấy là lông tay chị nó dựng lên, nhưng mà quả thực là chị rất là bị thuyết phục bởi phần trình diễn của em. À vâng, còn bây giờ với đêm nhạc tiếp theo, chủ đề hip hop R&B thì Trọng Nhân có lựa chọn nào? Em có hai lựa chọn, một là Đừng Quay Lại của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, hai là bài Khúc Tự Tình của nhạc sĩ Hà Dũng. Khúc Tự Tình của giám khảo Hà Dũng. Vâng ạ, quý vị có thích nghe bài đấy không ạ? Nếu mà là Huyền, Huyền sẽ chọn phương án B đấy ạ. Vâng, quý vị ơi, quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho Trọng Nhân theo cú pháp SVTN khoảng cách 01 khoảng cách A hoặc B rồi gửi về 6589. Xin cảm ơn Trọng Nhân. Xin cảm ơn Trọng Nhân. Mấy thưa quý vị, hồi nãy chúng ta đến với một đất nước Ấn Độ để chúng ta thưởng thức cà ri và những vũ điệu thật là nóng bỏng đúng không? Và tiếp theo anh sẽ mời em ăn cà ri tiếp. Lại ăn cà ri nữa à? Em muốn ăn cà ri gì? Bây giờ em thấy là Ấn Độ có cà ri này, Việt Nam cũng có cà ri. Cà ri gà đúng có không? Có lẽ cà ri mà em thích ăn nhất là cà ri Thái. Cà ri Thái, cà ri vịt quay đúng không nào? Thì chúng ta sẽ cùng qua Thái du lịch một chuyến đi. Thái Lan, khi mà nhắc đến Thái Lan thì chúng ta có rất là nhiều điều để nói. Một đất nước rất là gần với Việt Nam và rất là nổi tiếng về du lịch và văn hóa. Thái Lan thì cũng có rất là nhiều những người phụ nữ xinh đẹp trong những cái trang phục rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện trên sân khấu này nữ hoàng Thái Lan với một ca khúc Ôi Tình Yêu qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Minh Béo. Đối với những các mà em hay các nghệ sĩ mà Minh Béo thường dạy thì cũng phải có khó tính một chút. Còn về nhà thì cũng hay hơi càm ràm một chút, là hơi nói lầu bầu, nhưng mà cũng rất là vui chứ không có gì ngoài cái lĩnh vực hài của Minh Béo. Thì Minh Béo cũng ca rất là hay, cũng có nhiều fan khán giả rất là hâm mộ, trong đó thì có chị của Minh Béo. Thank you.
Xin mời chị Cindy Thái Tài có thể ở lại giao lưu một chút ạ. Đúng như là Minh Béo đã hứa từ đêm thi trước là nếu như mà Minh Béo tiếp tục được khán giả bình chọn và vào tiếp vòng trong thì Minh Béo sẽ còn mời rất là nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng đến đây cùng biểu diễn. Và ngày hôm nay đó là sự xuất hiện của nghệ sĩ Cindy Thái Tài. Chị Cindy ơi, chị Cindy có thể chia sẻ là đây là lần đầu tiên chị đến với cuộc thi Sao Việt Toàn Năng và hỗ trợ cho phần biểu diễn của Minh Béo, thì chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này ạ. Lời đầu tiên xin chào tất cả các anh chị trong ban giám khảo và tất cả các quý vị đang có mặt tại trường quay cũng như đang theo dõi chương trình trên truyền hình. Đây là lần đầu tiên xin đi đến với một cái chương trình nó đầy thú vị như thế này. Từ vì xin đi nghĩ chắc là lần đầu tiên ở Việt Nam có. Nó giúp cho tất cả anh chị em ca nghệ sĩ có thể thể hiện được cái sự đa năng của mình và mang đến cho quý vị khán giả những cái sự thay đổi trong nghệ thuật. Từ vì trước giờ họ chỉ nghĩ là nhất nghệ tinh. Cái điều này xin ý nghĩ rất là thú vị, đó là một cái sân chơi rất là bổ ích cho mọi người. Vâng, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nữa cho một vị khách mời rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay, nghệ sĩ Cindy Thái Tài. Lần nữa xin cảm ơn chị đã đến với Sao Việt Toàn Năng. Cảm ơn quý vị. Minh Béo ơi, Minh Béo có tiết lộ là Minh Béo đã phải đặt mua cái vương miện này của nữ hoàng Thái Lan tận từ Thái Lan chuyển qua đúng không? Dạ, và suốt cả mấy ngày hôm nay là tự may cái bộ trang phục đấy mất mấy mét á? Dạ, 4 thước rưỡi.
Và Thái Lan mặc rất là phong phanh. Và khi bước ra thì nó tụt, nó mất tùm lum hết. Mà em vẫn cố gắng diễn hết mình luôn. Tại vì đồ của em là đồ quá sai. Cho nên khi mà mai, cái cô thợ mai phải mai nguyên đêm ngày hôm qua thì mới có thể kịp cho cái buổi diễn ngày hôm nay. Và rất nhiều trang sức thì cũng phải mượn của diễn viên Đại Ngọc Trâm. Dạ, rồi tóc cũng của ca sĩ Băng Di. Nói chung trên người em là toàn đồ thuê, đồ mướn với lại đồ mai không à. Không bao giờ có ai cho hết á. Vâng, có thể nói là Minh Béo đã tiết lộ là Minh Béo đã đầu tư rất là nhiều và mỗi một cái tiết mục. Và quý vị có thể thấy Minh Béo biến hóa khôn lường ở mỗi một tuần là một cái hình ảnh khác nhau. Và có lẽ là cái số tiền mà bạn đầu tư cho chương trình này nhiều hơn số tiền thưởng cộng lại đấy ạ. Cho nên là thực sự là đây là một cái điều rất là đáng quý của các nghệ sĩ. Khi mà đến với chương trình không phải quan trọng thắng thua, mà quan trọng đó là các nghệ sĩ đã thể hiện được hết mình, đã cống hiến được cho khán giả của mình những tiết mục hay nhất. Vâng, xin chúc mừng Minh Béo với tiết mục thành công vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của giám khảo. Và Mai Thuyền muốn mời giám khảo nhận xét đầu tiên, đó là giám khảo Trương Tình Anh. Tiết mục vừa rồi em rất là thích. Ngay từ khi mà mọi người khiêng cái tấm thảm ra đó là em đã cảm thấy rất là bất an rồi, không biết là có vấn đề gì hay không. Bởi vì là khi mà nặng như vậy đó thì cũng rất là nguy hiểm. nhưng mà em thích nhất là cái đoạn mà anh thi nhảy với lại chị Cindy Thế Tài á. Thì lúc đó là cái mặt của anh rất là dễ thương. Anh có để ý không? Rất là dễ thương, rất là kiêu kỳ, mà nhìn diễn rất là ra cái chất của một cô gái rất là xinh đẹp, quyến rũ. Cái tiết mục của em thì chị cười gọi là mỏi hết cả quay hàm từ lúc đến giờ. Mang tính giải trí lúc nào cũng rất là cao. Nhưng mà đúng như là Quỳnh Anh cũng nói, lúc mà em lên cái thảm thì chị rất là hồi hộp. Vì chị thấy rằng là một cái sức nặng như vậy mà bốn anh bê cái thảm thì còn rất là nhỏ bé. Thành ra rất là thương em cái này. Lần sau chị lưu ý là nếu như em còn trèo lên thảm nữa thì tốt nhất là mình nên để an toàn, là mình vừa đi mình vừa múa thế này thì có lẽ là sẽ an toàn cho em hơn. Tôi hiểu vì sao mà cái con đường nghệ thuật của bạn ấy, đến bây giờ bạn rất là nhiều người hâm mộ bạn như thế. Bởi vì là có thể là chúng tôi cũng là nghệ sĩ, nhưng chúng tôi ngoài cái chuyện chúng tôi hát hay là chúng tôi làm nghệ thuật, tôi còn rất là nhiều mối quan tâm khác. Tôi cảm nhận thấy rằng là bạn hình như mối quan tâm duy nhất của bạn đó là nghệ thuật. Cho nên khi bạn lên sân khấu, bạn hết mình lắm, bạn cống hiến lắm. Và cái điều thể hiện qua cái sự đầu tư của bạn cũng như là tất cả những cái gì bạn đang làm cho chúng tôi được thưởng thức. Có diva trong làng ca nhạc rồi, có ông hoàng nhạc Việt rồi, nhưng mà các nghệ sĩ sân khấu diễn hài thì tôi chỉ thường nghe giới thiệu là danh hài vị này vị kia là danh hài. Thì đối với Minh Béo thì tôi biết Minh Béo từ lâu, và qua cái tiết mục hôm nay thì tôi nghĩ ra là cá nhân tôi, và tôi nghĩ rằng hy vọng có rất nhiều người sẽ dành cho Minh Béo một cái danh hiệu gọi là vua hài, vua sân khấu. Em xin không dám nhận cái vua hài đâu, tại vì vua hài thì chắc là khi lên đó rồi ở dưới toàn là nhỏ hơn mình không, mà trên em thì còn rất là nhiều, đặc biệt là vua hài Hoài Linh. Cho nên em nghĩ một điều là chỉ xin phép được là một nghệ sĩ đa năng thôi, và có thể làm đủ thứ mọi thứ để mà có thể cống hiến cho khán giả. Bởi vì em nghĩ giải thưởng lớn nhất vẫn là khán giả, và trong đó có anh Hài Dũng. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Và xin chúc mừng Minh Béo và Mai Thuyền. Nghĩ là qua phần biểu diễn vừa rồi thì có thể là bạn đã thuyết phục được ban giám khảo, bạn đã thuyết phục được MC Mai Thuyền, và chắc chắn là sẽ thuyết phục được rất là nhiều khán giả. Vậy thì quý vị ơi, quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho Minh Béo để chúng ta còn có thể được gặp Minh Béo trong vòng chung kết của Sao Việt Toàn Năng nhé. Với mã số bình chọn của Minh Béo là 03. Tuần sau thì Minh Béo sẽ có hai lựa chọn nào? Dạ thưa, em sẽ có hai lựa chọn, đó là bài hát Chàng Trai Tự Tin của nhạc sĩ Nguyễn Hậu. Phương án B. Còn phương án A, em sẽ hát bài Mèo Quang của nhạc sĩ Hàng Châu, và chắc chắn sẽ làm cho khán giả rơi nước mắt một lần nữa. Tức là Minh Béo muốn khán giả nhắn phương án A đúng không? Dạ đúng ạ, em luôn luôn gài vậy đó. Vâng, quý vị ơi, nếu mà quý vị vừa cười rồi bây giờ muốn rơi nước mắt nữa thì hãy nhắn tin SVTN khoảng cách 03 khoảng cách A gửi về 6589 để bình chọn cho thí sinh Minh Béo nhé. Mỗi tin nhắn trị giá 5.000 đồng. Xin cảm ơn Minh Béo. Và bây giờ thì Mai Thuyền xin mời quý vị sẽ cùng đến với một tiết mục nhạc Pháp. Có lẽ là giám khảo Hà Dũng đã nói khi mà hát về tình yêu, người ta sẽ nói đến nhạc Pháp. Và ngày hôm nay có một ca sĩ đặc biệt sẽ gửi đến quý vị ca khúc
Lạc Mất Mùa Xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cho đời anh tôi hoang vắng, tim ta say đắm ta yêu em trong cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai hơn để vơi pha. Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bên anh mãi trong thuyền ra khơi. Những tháng năm em lao theo mùa thu che. Những thu che trông về cho cây xanh lá, có riêng mình anh lạc mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hôn bâng khuâng bên sông đầu non, tàng cành bông sẽ thương bèo trôi theo sông nước. Biết bây giờ em lạc bước về đâu, về thương đôi mắt nâu, đêm đêm nhìn trăng màn tối muôn sao. Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong mảnh đêm, cơn say mây đắm sông dâng cao ngọn thuyền chiều. Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc, đôi mắt em buồn thiên thu. Rồi nắng mây đen mây trắng bay khi tan cơn say, tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây. Những tháng năm đến là theo mùa thu che, những thu che trông về cho cây xanh lá. Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu? Đêm đêm nằm nghe hôn bâng khuâng bên sông đầu non, tàng cành bông sẽ thương bèo trôi theo sông nước. Biết bây giờ em làm bước về đâu, đừng về thêm đôi mắt nâu. Đêm đêm nhìn trăng màn tối muôn sao. Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong màn đêm, cơn say mây đắm sông dâng cao ngọn thuyền chiều. Giờ thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc, đôi mắt em buồn thiên thu. Rồi nắng mây đen mây trắng bay khi tan cơn say, tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây. Những tháng năm đến là theo mùa thu che, những thu che xóa về cho cây xanh lá. Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu? Đêm đêm ngầm nghe hôn bâng khuâng bên sông đầu non, tàng cành bông sẽ thương bèo trôi theo sông nước. Biết bây giờ em lạc bước về đâu? Em ơi chờ em đến kiếp nào, mong cho ngàn sao mình mãi bên.
MC Trung Dũng mà thi thì chắc trên đây là một đối thủ đáng gờm của các thí sinh Sao Việt Toàn Năng đấy ạ. Và vâng, ngày hôm nay có thể nói là anh Trung Dũng đang rất là vui, đang rất là hạnh phúc, bởi vì anh Trung Dũng vừa mới có một tin vui, đó là giải nam diễn viên xuất sắc với vai Trung trong bộ phim Lạc Giới của Cúp Ngôi Sao Xanh. Xin chúc mừng anh với một giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Xin cảm ơn Mai Thu Huyền rất là nhiều. Xin cảm ơn ban giám khảo đã ngồi lắng nghe Dũng hát. Chúng ta có những giây phút rất là thú vị và được thưởng thức giọng ca của MC Trung Dũng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần biểu diễn cực kỳ dễ thương của giám khảo Trương Quỳnh Anh.
Cảm ơn cô búp bê xinh đẹp Trương Quỳnh Anh. Có thể nói là những tiết mục của Trương Quỳnh Anh luôn luôn mang lại sự dễ thương, đáng yêu và một cảm giác rất là dễ chịu cho quý vị khán giả, đúng không ạ? Cảm ơn Trương Quỳnh Anh rất là nhiều đã đến với chương trình Sao Việt Toàn Năng. Và bây giờ thì Mai Thu Huyền muốn quý vị khán giả và Trương Quỳnh Anh sẽ cùng nhìn lại hành trình của Trương Quỳnh Anh đến với Sao Việt Toàn Năng. Thì Quỳnh Anh tin chắc rằng là không chỉ riêng Quỳnh Anh mà tất cả các thí sinh đều cảm thấy rất là buồn và rất là nuối tiếc. Ngay từ đầu mình đã khẳng định là mình đến đây là vui chơi với các bạn nghệ sĩ là chính và được hát cho quý vị khán giả yêu mến Quỳnh Anh nghe, thì Quỳnh Anh đã cảm thấy là vui lắm rồi. Dù dừng chân ở vòng 7 sân chơi Sao Việt Toàn Năng, nhưng Trương Quỳnh Anh đã để lại dấu ấn đáng nhớ với những tiết mục dự thi được đầu tư kỹ lưỡng, từ luyện thanh, vũ đạo cho đến sự dàn dựng công phu. Phần dự thi của cô luôn được đông đảo khán giả xem truyền hình và fan hâm mộ cổ vũ nhiệt tình. Chia tay Sao Việt Toàn Năng, chúc Trương Quỳnh Anh luôn có nhiều sản phẩm nghệ thuật hay, ấn tượng và đón nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Và một lần nữa thì anh xin thay mặt cho tất cả những người làm chương trình xin gửi lời cảm ơn em đã tham gia cái chương trình Sao Việt Toàn Năng, cũng như là gửi em bó hoa. Xin chúc cho em thật là nhiều sức khỏe và gia đình thật là hạnh phúc. Cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều bởi vì là cho em được thử sức mình ở trên sân khấu của Sao Việt Toàn Năng, và chúc cho những thí sinh còn lại sẽ thể hiện hết khả năng của mình trên sân khấu và sẽ nhận được thật là nhiều tình cảm của quý vị khán giả. Vâng, thay mặt ban tổ chức, Mai Thu Huyền cũng xin được cảm ơn Trương Quỳnh Anh rất là nhiều. Trương Quỳnh Anh đã đến với Sao Việt Toàn Năng và mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cảm giác, những cảm xúc dễ chịu với những tiết mục biểu diễn cực kỳ dễ thương. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh một cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại rất là tài năng như vậy, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại với 4 thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời được ra sân khấu diễn viên Minh Luân, Minh Béo, Nhật Kim Anh và Trọng Nhân. Sao nữ hoàng thay đổi vương miện rồi, nữ hoàng thay đổi vương miện cái nặng quá hả? Vâng, có thể nói là bây giờ là một giây phút rất là hồi hộp. Chúng ta sẽ biết được hai thí sinh nào sẽ vào vòng an toàn. Và thí sinh đầu tiên sẽ do giám khảo Trương Quỳnh Anh lựa chọn. Xin mời Trương Quỳnh Anh. Rất là khó để cho em lựa chọn bởi vì là anh chị nào cũng rất là dễ thương và biểu diễn trên sân khấu rất là hay và chiếm được nhiều tình cảm của quý vị khán giả nữa. Nhưng mà em thì hay phân xử theo cảm tính cho nên là từ đầu chương trình tới bây giờ thì có một thí sinh nam lúc nào cũng ủng hộ và lúc nào cũng động viên tinh thần cho em, và đặc biệt là anh này đã giúp đỡ em trong phần thi ca khúc Dạ Cổ Hoài Lan, cho nên là em sẽ chọn anh Trọng Nhân. Vâng, xin chúc mừng Trọng Nhân. Bạn thấy không, bạn giúp Trương Quỳnh Anh bây giờ đã được trả ơn xứng đáng đấy nhá. Có thể nói đây, Mai Tuyền xin được nhắc lại, đây cũng là vòng cuối cùng. Giám khảo thứ tư được quyền chọn thí sinh vào vòng trong. Cho nên là bắt đầu từ đêm sau sẽ chỉ còn một thí sinh an toàn do ban giám khảo chọn thôi. Và thực sự đến giờ phút này có thể nói là ban giám khảo phải cân não rất là khó để đưa ra quyết định. Bây giờ chúng ta đã có một thí sinh an toàn đầu tiên, đó là Trọng Nhân. Tức là chúng ta có 3 thí sinh còn lại: Minh Béo, Nhật Kim Anh và Minh Luân. Chúng ta, ban giám khảo sẽ đưa ra một quyết định, chọn một thí sinh vào vòng trong, và hai thí sinh còn lại để tiếp tục vào vòng chung kết thì sẽ vào những vòng trong, xin lỗi chưa đến vòng chung kết ạ, thì sẽ phải nhờ sự bình chọn của quý vị khán giả. Mai Thuyền hồi hộp quá không biết là ban giám khảo chọn ai. Vâng, xin mời đại diện của ban giám khảo ạ. Xin mời Ngọc Anh. Cả tôi và chị Giáng My đều thống nhất là hôm nay chúng tôi bị hấp dẫn bởi cái phần biểu diễn của anh Minh Béo. Đấy, thế còn anh Hà Dũng thì lại rất là thích cái phần biểu diễn của Nhật Kim Anh. Đấy thì bây giờ là tỷ số là 2-1. Vâng, như vậy điều đó có nghĩa là xin chúc mừng Minh Béo đã được tiếp tục vào vòng an toàn. Và như vậy hai thí sinh của chúng ta cần sự hỗ trợ của khán giả. Tuy nhiên Mai Tuyền nghĩ với tình yêu quý của khán giả ở trường quay, khán giả của
trên xem trên truyền hình, các bạn sẽ tiếp tục vào vòng trong. Vậy thì ai sẽ tiếp tục vào vòng trong? Quý vị ơi, hãy cầm điện thoại lên và nhắn tin SVTN khoảng cách mã số thí sinh gửi về 6589 với mã số bình chọn của Nhật Kim Anh là 08 và mã số bình chọn của Minh Luân là 05. Vậy thì quý vị hãy cùng chúng tôi nhắn tin để cứu các thí sinh của chúng tôi ở vòng tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Yêu nhau đi, yêu mê say, yêu nhau cho bờ môi khát khao. Yêu hôm nay, yêu mai sau, chưa vẫn vương chi bao u sầu. Yêu say, yêu trong nhung, yêu trong đêm, vòng tay ấm êm. Trên dòng sông dưới cơn mưa, anh mong chờ em tới. Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời. Có những mối tình, có những nỗi buồn. Trời ơi người Thái, có những gì ra vậy? Yêu nhau mê say, yêu hết con tim, yêu hết con tim. Nhưng mà mập quá, khi yêu đâu có đẹp bằng Thái. Ta đã cho nhau rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chương trình Sao Việt Toàn Năng của chúng tôi đến đây xin tạm dừng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Dynamic hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.